Ở đây là các lô shop house Sunshine City. Tại đang bán chuyển nhượng một số căn shop house ở trong cái dãy này. Đi sang Việt Tín Banh, đây là bên này là Việt Tín Banh này. Đây, chung cư Sunshine City S1, S2, S3 và S5, S6 đây. Đây là hướng về phía Tây Nam. Tại đang bán các lô shop house ở đây diện tích khoảng từ 200 đến 300 mét vuông. Đây là cổng phụ của dự án Sunshine City, cổng hướng ra phía nam, phía tây nam. Cổng chính thì là hướng ra phía đông, hướng đông là sẽ là cổng chính của Sunshine City. Đây còn lối đi vào. Ở đây view một vòng view Sunshine City. Căn shop house đang mở bán. Cái này là tòa S6 và các trung tâm thương mại. Và có một số căn hộ đây cũng đang bán của chủ đầu tư và chuyển nhượng lại. Có các chủ cũ không có nhu cầu ở nữa và muốn bán chuyển nhượng lại. Thì các khách hàng có nhu cầu mua thì liên hệ với thông tin được mô tả dưới video này. S5. Và đây không khí rất là mát mẻ, trong lành.